Chào các bác ạ. Chào chú giới thiệu đây là địa chỉ ở đâu của cho bà con ạ. Vâng, xin báo cáo với chương trình chúng tôi là VTV Đức Bưởi. Vâng. Đấy, VTV. Hôm nay được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo thì vào chúng tôi chuẩn bị cho cái hội nghị để làm cái chương trình hội nghị tổng kết câu lạc bộ bưởi diễn của thôn Thôn Thượng, xã Song Phượng năm 2022. Vâng. Thế thì trước khi vào chương trình để đi tham quan ngoài cánh đồng của bà con hội viên Nam thì tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần anh và lại cái để giới thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Song Phượng. Vâng. Hai là xin trân trọng giới thiệu bà Tạ Thị Hải. Vâng. Phó chủ nhiệm hợp tác xã Song Phượng. Vâng. Ông Hành đấy. Anh đấy. Và là ông Nguyễn Văn Hành, nguyên chủ tịch hội nông dân xã Song Phượng. Vâng. Nguyên. Được. Đấy. Là chủ tịch hội nông dân thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Sơn, bí thư chi bộ. Ông Tạ Đăng Tuất, như vậy là trưởng thôn. Vâng. Đấy, cũng là hội viên trong câu lạc bộ. Đấy, thứ ba là tôi là nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ. Vâng. Chủ nhiệm câu lạc bộ. Câu lạc bộ thằng Bưởi Diễn. Xin trân trọng giới thiệu ông Tạ Văn Thông. Vâng. Phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Vâng. Câu lạc bưởi với thôn Thu Đận cùng các ông bà, một số ông bà hội viên Nguyễn Thị Đông và bà Tạ Thị Nhật. Vâng. Đấy, bà Tạ Thị Bảy. Đây là các hội viên tham gia đại diện cho các chương trình như hôm nay. Ra 80 tuổi hơn 50 tuổi đẹp. Thì xin giới thiệu với chương trình như thế. Thế này còn một thành phần cụ Nguyễn Văn Vói. Vâng. Năm nay hơn 80 tuổi. Vừa tham gia. Cũng là một trong những hội viên tích cực có hai vườn bưởi là trên cánh đồng thôn Thôn Thượng. Vâng. Để xin trân trọng giới thiệu. Để tiếp sau đây từ nhà dân bán chúng tôi sẽ xuất phát ra đồng. Vâng. Để xin giới thiệu với chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục. Vâng. Theo dõi cánh đồng đấy. Vâng. Theo dõi cái nội dung của các nhà vườn của các hội viên trên cánh đồng thôn Thôn Thượng. Vâng, mời các bác chú đi ra ngoài vườn luôn ạ. Xin giới thiệu với chương trình với tất cả bà con hội viên câu lạc bộ thôn Thôn Thượng. Hôm nay đoàn ra thăm, đây là xin giới thiệu vườn của ông Tạ Đăng Tuất, trưởng thôn Thuận. Vâng. Và là hội viên câu lạc bộ bưởi thôn Thuận. Xin trân trọng giới thiệu với đoàn với tất cả bà con hội viên trong thôn. Sạch quá bác nhỉ. Để báo cáo với chương trình này là Thế mình cứ đi thăm luôn ạ. Vâng. Mời đoàn đi thăm. Các bác đi chứ. Mấy cây ngoài nó vác rồi chứ nó nhìn dưới giờ nó đây là đúng. Đấy, nên trong chương trình đây là chăm sóc của hai ông bà khi tham gia một số công tác xã hội, nhưng mà về cái chăm sóc vườn bưởi là trong trong gia đình ông bà là Tạ Đăng Tuất là vẫn có cái sự chăm sóc. Đấy, hôm nay là cho cái kết quả thu hoạch thì thực tế là ở tại vườn chúng tôi tham quan sẽ đánh giá cái kết quả thế là của cho thu hoạch của cuối năm. Vâng, hôm nay đoàn câu lạc bộ buổi diễn thôn Thôn Thượng đi tham quan, thì trước mắt là tham quan vườn của hộ ông Tạ Đăng Tuất, thì xin ông chia sẻ cái nội dung chăm sóc và cái cây bưởi ông thực tế ông trồng từ bao giờ cho đến nay, và cái cách chăm sóc của gia đình cho đến nay, thì ông xin chia sẻ với đoàn. Báo cáo với các vị là vườn bưởi này trồng năm nay là 17 năm. Đấy, và cái dịp này là chuẩn bị 2 tháng nữa là tới 3 tháng nữa là tới dịp thu hoạch. Mà sau khi thu hoạch xong là ta sẽ tiến hành cắt tỉa cành và đồng thời là chăm bón, phun thuốc để diệt các loại sâu bệnh như sâu đục thân này, rồi thì là nhện đỏ này. Và ta cũng nên chú ý là sau khi thu hoạch xong á thì ta tỉa cành, rồi thì cành nào già cắt bỏ, cành nào có sâu cắt bỏ, và đồng thời tạo cái tán cho cây nó được phát triển đều thì ta phải tỉa gọn. Sau khi tỉa xong thì ta sẽ tiến hành là phun thuốc. Một là ta sẽ phun thuốc, nó gồm các loại thuốc theo hướng dẫn của bên các gia đình, các nhà bán thuốc. Tức là ta phun thuốc, một là phun thuốc
chống sâu đục thân này, chống các loại nhện này, ví dụ như nhện đỏ, nhện trắng, rồi thì ta phải chăm bón cho nó đầy đủ theo cây, làm cỏ chăm bón. Đấy là cái đầu tiên của những cái lâm sau khi thu hoạch xong. Thế còn qua các giai đoạn chu kỳ, ta bón theo chu kỳ của nó. Ví dụ là một tháng ta bón 1-2 lần, một 2 tháng ta sẽ bón 1 lần, hoặc là theo cái định lượng là quy định cho mỗi gốc bưởi là bao nhiêu cân phân thì ta sẽ chia thành nhiều thời gian ta bón. Vâng, hôm nay đoàn đến tham quan thay mặt cho câu lạc bộ bưởi thôn Thuận Thượng thì đến tham quan nhà hộ bà Tạ Thị Đông Trung là vườn bưởi của hội viên của câu lạc bộ bưởi thôn Thuận. Thì hôm nay đoàn thăm thì trước hết xin đặt một số câu hỏi cho gia đình. Một là bà sẽ chia sẻ cách chăm sóc cây bưởi, và cây bưởi này đã có bao nhiêu năm. Hai nữa là sau khi thu hoạch cách chăm sóc bón và cách tạo thông thoáng cho cái vườn bưởi của bà, ví dụ như các cái rãnh nước như này nó có như vậy là sự đảm bảo về tiêu thoát nước để cho cây bưởi phát triển về lâu dài và có sự sinh trưởng và đảm bảo cái ra hoa cái cho đến thời điểm này. Thì xin bà chia sẻ cùng đoàn được biết. Thế cây bưởi này thì gia đình chúng tôi chăm sóc rất là cẩn thận. Sau khi thu hoạch bưởi, cuối năm thu hoạch bưởi xong mà sẽ tỉa cành, tỉa hết những cái cành là già này, cho nó gọn này, thông thoáng. Sau đó sẽ phun thuốc và xới sáo ở dưới gốc này để bón. Và đồng thời gia đình nhà tôi cũng sẽ rãnh để cho cái việc thoát nước cho vườn bưởi. Còn hàng tháng thì gia đình nhà chúng tôi cũng phun thuốc định kỳ để tạo nên cái mẫu mã cho quả bưởi nó sáng đẹp. Là thuốc chống nấm là chính. Thuốc nhện, thuốc các thứ à? Nhện. Diện tích nhà mình được nhiều không ạ? Diện tích nhà tôi thì được có 61 ạ. Cũng sai quả nhỉ. Ở đây mình đi thăm tí đi. Thì các bác đi thăm tí đi nhà, vòng quanh nhá. Đi mọi người đi xuống đây. Quả rất là săn này. Cũng đang lên mã rồi. Đang lên mã rồi. Đang lên mã màu vàng. Vâng, đang lên mã rồi. Năm nay cũng được hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm. Sai. Vừa ra tắt nước. Vừa bưới lên mưa phải ra bằng máy ra tắt nước đấy. Thế ạ? Có cái làm máy ra tắt nước đấy. Có cái làm mấy khoảng. Đây, chỗ này mới đẹp này. Phải chung là bưởi với bưởi đây nó sáng là đéo quá. Săn săn quả nhỉ. Em đi, em chưa sai nhỉ. Đấy, quả sai săn chắc cả. 50.000 khoai mì. Riêng kèm dê còn 50.000 khoai. Chính quả này săn săn. Đưa đi. Đây là năm nào sai. Vườn này á. Vườn này. Năm nào sai? Vườn này. Vâng. Vườn này năm nào nó bán gần 100 triệu cái bưởi. Có cái 61 đấy. Đây vườn này bán được rồi, được năm ngoái bao tiền một quả bán? 30. Ờ, bao nhiêu gốc? Năm nay người ta đã đặt 30 này được 40 gốc. 40 gốc. 40 gốc trồng bầu thế. Trồng mau mà. Không quá. Trồng bị mau. 30 gốc của mau. So với cái một sao mấy ạ? 61 ạ. 61 thế cũng rồng hơi mau. Cái khoảng cách thì ngày xưa rồng cách là hơi bị mau. Ngày xưa rồng là chưa tốt được nên nó mới được thế. Lúc đấy là mình tự làm cho nên mình chưa có cái chưa làm. Khi cái cây bưởi diễn này mình sắc khai thác là nó không phát triển được lộc nữa. Lộc nó không phát triển được nữa đâu. Khi mình nuôi quả sai là hàng năm là nó cũng gần cây. Bây giờ mà một số cây mà nhiều nhà mà để to thưa quá mà không có quả nó cứ sum xê quả to cũng xấu. Phải tỉa được hoặc là phải sai quả thì nó mới ngon bưởi. Bưởi diễn đây là cứ phải sai quả thì mới ngon bưởi. Kể nó săn nó nhỏ thì đấy đẹp hết nha. Bưởi cho nó ui rồi sai lắm. Sai. Cái cây còn non nữa, cái cây dưới kia còn là sai chíp cành luôn, gần gãy luôn. Thế cái bưởi cho này. Cái này phun đường nó cũng sạch. Nói chung là chăm được. Chăm được cái này đẹp. Quả nó cũng vừa tầm. Quả nó săn quả bưởi. Bưởi tầm 7-8 nạng đến cân là đẹp rồi. Nó ngon bưởi. Loại 1-7-10 là ok. Đúng rồi. Ơi là cong này. Quả mã đang tầm tháng 9 này đã lên mã này là đẹp rồi này. Quả đang lên mã đẹp rồi. Nó lên mã gặp mưa cái này xuống 3 lần lên xuống 4-3 lần nó mới chín được. Nhưng bưởi diễn tôi này. Cái này hơi bị héo nó yếu này. Bưởi diễn. Ngấu diễn. Cây này đang bị bệnh đấy. Cho ở đây mình có phải bưởi diễn đâu. 100% bưởi diễn luôn.
nhé. Trăm mới trăm mới diễn luôn. Cái này không, cái này bị giống người khác. Không phải giống người khác, mình mới cho đây. Cái này lá không phải bị diễn. Bị cho đây mi. Bị đấy không phải. Không phải. Bị cho đây đây. Không phải bị cho. Đây không phải cho đây đây. Không. Bác có nước em kiểm tra cái pH cho. Có nước. Từ thuốc. 1.10, 1.7 này tương đối. Đúng rồi, cái này là quá là ok nhỉ. Cái này là hơi bị yếu rồi, dễ kém. Yếu rồi, lùi. Cái này thúc bay cái bọn lá, phân bọn gốc. Có gì đâu, cái này bị ngoài nước. Ngoài nước. Sắn lắc này ra thật đời cái này. Sắn từ đời ra đời phát hết luôn. Năm nay sắn cái này. Năm nay nó mưa, cái tháng 9 nó mưa quá nhiều. Mưa nhiều quá. Năm nay hầu như buổi diễn năm nay là mưa quá nhiều ở đâu thế thôi. Mọi nơi có dũng hết, ở đây nó không dũng. Ở đây có trăm đường nó không dũng. Bộ là giá dầu bươi bên đấy, để lấy lá của nó. Nha. Như buổi diễn nha. Cái nó trăm phụ thuốc không? Mưa quá nhiều. Cái nói đi bị ở đó. Cái này bị ảnh hưởng, cái này bị ảnh hưởng cho nó hơi nhỏ nhỏ. Rồi nó bị cây bộ lá đấy đấy, thì được. Có cái gì? Mới đi rớt chạy được rồi nhỉ? Nếu mới cho năm nay đi tôi biết chăm sóc. Vâng, vừa nay là đẹp đấy. Cái độ pH của vườn cái cây này nói chung là cả vườn nó, nhưng mà cây này là rất thấp. Nó chỉ có 5.5 này các bác này. Rồi. 5.5 thì cái pH nó thấp rồi thì cái độ chua nó nhiều. Chua nhiều thì mình càng bón NPK càng hỏng dễ. Càng chết. Rồi. Đúng rồi. Thế à, bây giờ bác phải nâng cái pH lên xong rồi bác mới bắt đầu nó đưa pH rồi bác mới bón được cái gì bón. Cái này và cái này chua rất cao, độ chua nhé. Mai kia sắn cái rạch này vâng. Từ đây này là hết. Bác phải biết nhá, tức là bây giờ hiện tại cái này không phải là thiếu thức ăn ạ. Cái này nó đang không ăn được, nó còn thừa cơ. Bác càng bón càng hỏng vâng ạ. Vì nước ngập nhiều, mưa nhiều là đây giờ bét của bác là có hơn 5 chấm, tức là nó độ hát. Cây ăn quả này nó phải 6.5 đến 7 chấm thì nó mới ngon được. Thì nó không bón được, không phí thức ăn. Nhé. Cái này bây giờ bác chỉ phải là nâng pH lên có hai cách. Tức là một là bác dùng cái vôi bác tưới nó cũng lên, nhưng nó sẽ bị hay chai nỉ đất. Và bác bón thêm cái phân xít Đông Sơn em hay dùng ấy thì nó cũng rất hiệu quả. Phân bón xít Đông Sơn ấy nó tăng pH ngay, bác bón một lúc sau lên trên 6 chấm ngay. Thì khi đó ổn định pH rồi bác bón gì bón thì cây nó mới khỏe. Mà cây này nó sai quả này yếu này bác phải chảy bỏ trước đi để cho nó đỡ kịp. Đây là mai kia phải thu trước. Phải thu sớm hơn để cho nó được nghỉ vì dễ nó lại nó mưa gió hết. Đây mà càng để lâu nó càng bị hỏng. Thoát nước là pH rất thấp. Không gì không? Chú giới thiệu địa chỉ tên tuổi của mình, đây là vườn bưởi của chú ở đâu ạ? Vâng, tôi là Tà Giặc Quý, cùng với đoàn đây hôm nay ra tham quan thì là với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ. Thì ông Tạ Văn Thông nên là có chúng tôi cơ sở hôm nay để sự đồng ý của cấp trên thì đoàn đi thăm các vườn bưởi của các hội viên trong câu lạc bộ. Thì hôm nay đến vườn nhà tôi đây thì tôi xin tự giới thiệu là chủ vườn. Vâng. Vâng, thì chú trồng bưởi này, cái vườn này được lâu lắm chưa? Xin theo là vườn bưởi này tôi trồng từ năm 2000. Đấy, cho nên được hơn 20 năm một tí. Đấy, thì sau khi đây là một khu đất trũng. Thế sau khi có cái sự chuyển khai của đảng ủy ban xã là chuyển đổi từ cây trồng thì chúng tôi với một số hộ lân cận đã tôn tạo cái ruộng lên thành cao lên để chúng tôi đặt cây bưởi. Là lúc đó giờ chúng tôi quan niệm là cây bưởi là cây có giá trị về kinh tế, cho nên nó sẽ chuyển đổi làm lúa. Còn làm lúa ở khu này thì báo cáo là với hội viên bà con với tất cả thôn mình thì đã biết rồi là ngày xưa chuyên cây lúa thì chuyên ngập và cái thu hoạch thì mỗi năm được vài chục cân một sào, không kinh tế. Vâng, không đảm bảo kinh tế. Thì mình đi thăm vườn xong lại tìm tiêu chuyện tiếp chú. Vâng, sau này khi tiếp thu khoa học kỹ thuật và tham quan các nơi thì mô hình chúng tôi xây dựng là phát triển và vận động hội viên trong thôn là chuyển đổi thành toàn bộ cánh đồng này, cố gắng cho đến năm nay là hầu nhất 80-90% là phát triển được cây bưởi. Năm nay vườn bưởi là đẹp đấy. Vâng, đấy, cho nên là xin báo cáo. Còn cái cách chăm sóc thì chúng tôi dựa trên khoa học kỹ thuật được cấp trên lãnh đạo cấp trên hội đồng dân xã, hội đồng dân huyện triển khai các cái lớp tập huấn. Thì trên thực sự đó và đi tham quan một số mô hình các xã, ví dụ như mô hình thôn thượng xã Thượng Mỗ và ở đi đó là Diễn Từ Lâm, Lâm Từ Liêm đấy, thì nó đã có cái sự có cái thương hiệu bưởi Diễn lâu năm rồi. Thì bây giờ chúng tôi áp dụng vẫn bà con như vậy là phát triển chuyển đổi kinh tế cây trồng cây bưởi Diễn cho đến nay là được trên dưới 20 năm rồi, hôm nào ít cũng phải được gần 15 năm, còn đa số các cái vườn bưởi hôm nay tham quan là trên 20 năm một tí, từ năm 2000 đến bây giờ là 2022. Xin chương trình này như vậy. Còn các thức phân bón chúng tôi bám sát vào cái khoa học kỹ thuật, đồng thời cái kinh nghiệm học hỏi ở ngoài nữa để chúng tôi bón từ cái lúc chăm sóc cắt thu hoạch xong, chăm sóc cây bưởi cho ra, tạo cho tỉa cánh
để tạo cho cây bưởi khỏe và ra hoa kết quả lâm trái được tốt, thì chúng tôi chú ý và học hỏi những cái phần là như thế để cắt tỉa và chăm sóc cây bưởi. Thế còn về bón thì chúng tôi bón bưởi từ lúc kali, từ lúc đầu, từ lúc quả lon đến bây giờ, tức là bón rải rác cho nó ăn từ từ. Hai cách bón, một là bón trực tiếp, hai là chúng tôi pha ra để tưới từng giai đoạn một, tưới cho nó ăn ít, ăn đều đều. Đấy, từng giai đoạn một cho đến tận giờ, cho đến tháng 10, cho khi chuẩn bị thu hoạch thì thời điểm bây giờ nó đang ngả màu vàng rồi thì nó là phù hợp với cái cây bảo quản và cái cây chăm sóc cho cây bưởi để nó có cái độ ngọt. Đấy, cho nên là chúng tôi đang xây dựng để cố gắng khơi dựng cái thương hiệu là bưởi tôm vàng Song Phượng. Xã Song Phượng xin báo cáo chương trình đến như vậy. Thì hôm nay đi tham quan thì tôi xin chân trọng giới thiệu cái khu vườn của nhà tôi. Vâng. Cây lời phải trên 100 quả đấy nhỉ? Cây lời thì trên 100 quả, 200 quả đó lại. 200 quả đó lại. Quả nó bay đều ấy, nó bay đều. Bên này, bên này. Bưởi đang lên mã. Đấy, các cái cành bưởi cây rất to, gốc rất to, đường kính coi là phải nói là rất to. Đấy, trên dưới 20 năm rồi cho nên là cũng khá sai. Gốc vàng. Bưởi là năm nay nó đanh quả là nặng. Vâng vâng. Đanh quả. Chắc quả. Vâng. Rất đều quả. Rất đều quả. Đấy, rất đều quả. Đấy, cả vườn này là như thế. Được bao nhiêu gốc vậy? Được trên 40 gốc. Trên 40 gốc. Trên bưởi gốc. Vâng. Về diện tích thì chúng tôi đang mé đằng kia là bưởi con. Ngày xưa chưa phát triển hết, mới phát triển có một nửa vườn thôi. Vườn này rộng là bao cách cây, cách cây bao nhiêu? Cách cây là lúc đó bây giờ chúng tôi chưa có kinh nghiệm, toàn thể bà con là thường thường rộng cách 4m thôi. Thế cho nên là hôm nay đấy có những cái cành nó vươn như thế này thì dư mà rộng thì nên bà con nên rộng khoảng cách từ 5 đến 6 mét. Từ 5 đến 6 mét, 7 mét. Đấy, nhưng giờ cái khoảng cách như này đã nó vươn ra là 3 mét, 1 mét là kín rồi. Thế nên là khoảng cách như này vừa này. Vâng. Thế có độ khoáng càng sang một cành của nó bằng một cái cây con bây giờ. Đúng rồi. Trước cái kinh nghiệm của bên chưa có nên đa số nó dùng mâu. Dùng mâu quá. Mâu thì cái cây nó không phát triển được. Cái quả nó có sai nhưng nó không phát triển được. Thế nên là tôi gần nhất thưa anh cành của nó đây các cây nhỉ. Cái gốc của nó là rất cổ thụ rồi. Rồi chú. Chú giới thiệu. Vâng. Xin giới thiệu với đoàn với chương trình. Thì hôm nay đoàn chúng tôi đến sau đây là đến vườn của ông Phan Ngọc Thủy, nguyên hội viên câu lạc bộ bưởi thôn Thôn Thượng, xã Song Phượng. Thì đến với vườn của ông Phan Ngọc Thủy thì xin ông chia sẻ cái cách chăm sóc, kỹ thuật khoa học, kỹ thuật áp dụng khoa học để chăm sóc cái vườn bưởi của gia đình. Thì ông chia sẻ với chương trình và bà con hội viên trong câu lạc bộ của mình. Vâng, báo cáo các đồng chí, vườn bưởi của tôi là tính lúc đó chúng tôi ruộng là ruộng cấy, chúng tôi lên mô hình tức là năm 99 2000 chúng tôi đặt bưởi. Hồ tôi đã cải tạo sâu khoảng 10 mét, vứt đất lên đây và là 2 sào, diện tích tôi có 5 sào. Hiện nay cây bưởi vườn của tôi có 100 gốc, đấy là bưởi tôm vàng, bưởi diễn tôm vàng. Thế còn bưởi tôm vàng vườn bên kia tức là 2 sào là có 50 cây. Tí nữa sang tôi giới thiệu được bưởi ấy, năm nay cũng trùng năm rồi. Mà quả đều to đẹp tháng 10. Tôi xin hết ạ. Cái chương trình làm đây là mình tính ra được từ năm 99 này. Vâng, tôi mô hình cũng đang cấy. Okay. Đầu tiên ở khu vực này. Tôi lên sớm nhất bà con lúc ấy. Cái từ đầu năm giờ cái vườn bưởi này bác báo bón cho cây được mấy lần rồi? Báo cáo tôi bón là bón nay dai. Vừa qua tháng 9 tháng 8 tôi đầu tháng 8 tôi bón là xong rồi đó. Kali giờ vẫn còn đây, nó đang tan, tôi không tưới. Kali vẫn đấy. Kali rồi. Thế còn cái một năm cái phân bón hữu cơ như phân gà có phân chuồng có gì không? Đỗ tương có gì không? Báo cáo của đồng chí là tôi mua đầu tương. Tức là 3 tạ đầu tương tôi nghiền, tôi bón. Nghiền bón sống hay là tôi ngâm? Bón sống. Bón sống. Bón sống vì phân gà. Mỗi cây này mà cho bao nhiêu cân? Mới cho 1 cân đầu tương. Một cây đầu tương nó nghiền ra tức là ngàn sàng to đấy. Xong sau nó 1 tạ tôi ngâm nữa là 4 tạ. Phân gà thì bao nhiêu? Phân gà thì có tỷ lệ ít thôi, không cần nhiều. Đấy, độ xốp của nó. Được, có hoai mục coi như là có để hoai mục rồi đúng không? Để hoai mục ủ rồi. Để ủ đấy, ủ vôi này, lân này, kali này, các thứ này tinh. Còn NPK thì mỗi cây cho nhiều từ đầu. NPK tôi mua cái loại màu xanh đó, tôi bón tỷ lệ của nó thì nửa cân thôi. Nửa cân. Không nên bón nhiều. Ừ.
còn tập trung vẫn là hữu cơ đúng không? Vẫn là hữu cơ. Đầu thương thì cá tôi ngâm như hàng tạ để tưới. Mà tháng 10 đấy tới là tôi lại mua cá vì tôi. Đôi cây cà cái cà ly mà bón cho làm ngọt bưởi thì bác bón được mấy nứa rồi, bón mới được rồi. Thế thì hiện nay đấy là tổng hợp của nó là 5 lần rồi. 5 lần mới là được một bao nhiêu rồi? Mỗi lần tôi bón một tạ. Còn tính bình quân một cây này là bón được khoảng bao nhiêu rồi? Một cây là bón mấy lạng hay là mỗi cây là tôi mỗi lần là nửa cân. Được cân là 2,5 cân đúng không? Vâng. 2,5 cân trong một năm. Trong một năm. Vâng. Bây giờ là coi như là mình còn bón nữa không? Thôi đấy, thế là đến ngày thu hoạch đấy. À, rồi, bắt đầu để cho nó chín luôn. Vâng, đấy bộ lá tôi đấy. Còn cái phun thì sau khi mưa có phun nấm không? Có, tôi nếu mà gáo vào là tôi phun là đến kỳ của nó thấy mưa cái ra, ví dụ các cái con bọ dẹp này tôi phải phun đánh này. Thế vì kỳ loại đánh thuốc á, tôi chủ yếu là băng phiến. Nhưng mà lúc ra hoa đậu quả thì có phun lúc ra hoa đậu quả hoặc là phun ra hoa đậu quả là tôi lên chỗ hiệu thuốc của ông Cường ở trên cầu gáo đó tôi mua. Vâng, có phun. Tôi toàn đa số mua đây hết. Nhưng mà phun có phun không? Có phun hết. Phun ra hoa đậu quả có thụ phấn không? Có thụ phấn. À, đấy, lên đấy, tức kết là, hợp với ra hoa đậu quả. Kết hợp hoa đậu quả các thứ này. Các dinh dưỡng kết hợp với chống xương, chống xương mai. Vâng, lên cho Cường đấy ông bán đấy. Thủy Cường. Các loại thuốc coi như lúc ra hoa mình vẫn đánh thường xuyên đúng không? Vâng, tôi đánh thường xuyên. Đánh cái kỳ một số như thế và cái khoa học kỹ thuật lắm được là phải phun lúc để chống các cái sâu bọ rồi chống lấm các loại nó bấu vào thân cây. Đó thì mình vệ sinh sau khi thu hoạch. Các hộ đều đi mình đi vòng quanh cho các con đi. Đi qua đây sang vườn bên tôm vàng bên kia. Tôm vàng bên lời vì ấy này. Cái tỉa tót cây quả. Bên này năm nay bên tôm nó quay không chăm được vườn rồi. Nó quá. Cũng hơi mau nhỉ. Trồng mau quá chứ phải hơi mau nữa. Lúc ấy là giờ nó mau là ai bảo thưa đấy. Thưa chung quanh đang cấy. Để trong măng nước với này. Lên đây 99.000. Đấy tao cái ao lại lên. Tao xem thêm một cái khoảng nó cỡ 3 mét cỡ 3 mét. Bên đây có vườn nữa à? Đây đây. À. Trước đào ao đây ạ. Không, bên này thì ao tôi vật lên còn đâu. À, vật ao đây múc lên đây làm vườn. Ao múc làm vườn đấy. À. Nhà nuôi lớn kia. Đây là bưởi gì bên đây? Đấy, tôm vàng đây. Diễn tôm vàng à? Ờ. Đấy, em thứ hai đấy. À. Đấy. Cũng làm rãnh nước ở giữa kia. Bên này rộng hơn nhỉ? Đây là múc cải tạo. Đây là khu cải tạo đấy. Đã cái rồi mới quay. Đấy, cải tạo vườn đấy. À. Xin cải tạo vườn đấy. Đây, cây lời chả thích rồi. Ừ. Đấy. Quả đều hết nha. Trăm quả đấy. Trăm quả có tiền. Đấy, vừa rồi đếm trăm quả đấy. Hơn đấy. Đấy. Đây. Anh ơi, cái cây cho này đi. Cây cho sang ông đây đi. Đấy. Cây cho bưởi giống khác à? Ờ, đừng phụ nữ cho đây, Hiền nó cho giống như rồi đây. Đây là không phải bưởi diễn đúng không? Không, đây này. Đấy. Không biết tên nó là bưởi gì à? Nó là bưởi đường. Bưởi đường trong bưởi gì ạ? Tôi xin để cho giao cho phụ nữ phát đây, cái gì này. À, không biết bưởi với cái bưởi gì bác? Bưởi này của Viện Khoa học Nông nghiệp người ta làm dự án người ta cho. Của ai đây? Cây đây đi. À, bưởi ngọt hay bưởi gì? À, bưởi ngọt à? Đấy. Bưởi ngọt đấy. Của tôi làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp người ta làm dự án người ta cho mình. À, cho giống, cho giống mình, cho giống thử luôn. Cho giống mình giao cho. Đây này, các ông này. Đây, nhìn quả bưởi đây. Cân hơn cân, thích không? Đấy, màu về bên này thoáng nó chăm được. Bên kia nó đang phải tỉa quát phải ác. Rồi, kêu thích không? Đây thì cứ kinh tế hơn trồng lúa nhiều. Ôi giời. Lúa quậy mà. Một cây này mới ăn hàng tháng không hết rồi. Ăn hết có cái gạo thật. Kinh tế hơn lúa nhiều.